Quý vị đang khổ sở vì bệnh đổ mồ hôi tay, mồ hôi chân. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Wakabayashi, được vinh tặng là một trong những bác sĩ dẫn đầu trên thế giới đã áp dụng phương pháp đặc biệt thoracoscopic giải phẫu chữa tim mạch vào việc chữa trị dứt bệnh đổ mồ hôi tay. Ông cũng đã sáng chế ra các phương pháp, các dụng cụ dùng trong phẫu thuật để thông cũng như nối các động mạch và thành công trên 3.000 cuộc giải phẫu. Bác sĩ Wakabayashi đã phát hành 22 tài liệu về phẫu thuật trên. Ông cũng đã giảng thuyết tại nhiều nơi trên thế giới cũng như trên truyền hình để truyền bá kỹ thuật của ông cho hàng ngàn bác sĩ chuyên khoa. Hãy gọi 1-800-361-4403 để chữa dứt căn bệnh khổ sở này. Xin đừng quên 1-800-361-4403.